Hôm nay có ba bịch spinach thiệt là ngon luôn. Lên thưởng cho ba cậu cháu mới được. Quá, ba cậu cháu đang làm gì vậy? Coi hình. Rồi, lúc nào cũng coi hình đó. Dạ, hình như lúc nào thấy ba cậu cháu cũng coi điện thoại với tiền hình hết. Có món ăn bất ngờ nè. Anh hai vô tay trước cho anh hai bốc trước. Mà anh hai vô tay trước. À, Mẫu ăn mực đỏ. Còn Mùi ăn cua xanh. Còn cậu ba. Mẫu cho cậu ba. Mẫu lấy cho cậu ba nè Mẫu. Mở thấy rau củ quả màu xanh lá thích hơn. Ăn đi chị, ăn đi. Một cậu ba là mực, Muội là cua, còn anh hai ăn chay, anh hai ăn rau củ quả. Anh hai ăn đi. Có con gì bự quá hả? Đâu có con lừa đứng kế bên Mão quá hả? Ui Mão sợ. Ăn đi, ăn ngon không? Mực ngon hả? Mực ngon, cua có ngon không? Cua ngon không cua? Cua có ngon không cua? Anh hai ăn gao nè. Anh hai nói gao ăn cũng rất là ngon nè. Ngon không? Ngon, cậu ba ăn thử rồi. Để cái này có ăn cộng mất. Đâu, để ăn thử rồi. Ê, cái rau củ quả nó nhiều màu khác nhau nè. Phải không? Nè, có những vị này nè. Ngon quá. Sao? À, Mẫu coi hình đó hả? Thấy rồi, Mẫu gieo bò né phải không? Cho mẹ ăn thử cái cua phải không Mẫu? Mẹ đưa thử cái cua đi. Cua quá hình như nó hơi lạc hơn chéo. Nó hơi nặng, đậm đà. Biết không? Rau củ quả là đồ lạc, đồ chai. Mực đậm đà hơn. Mực là mặn nhất á. Cua cũng rõ hơn. A, nhạt nhất. Vừa vừa đậm nhất. Đậm gì? Đậm gì mực? Đậm gì mực nhất? Má chương mực á, cho mắng mực coi. Cái gì vậy con? Trời ơi, hai anh em, hai anh em dễ thương. Mở khoái coi hình này dễ thương. Nhưng mà ngậm mà thiếu thôi thì nó sẽ chơi như vậy. Vậy hả con? Hay vậy. Mồi ăn đi. Ngon không? Ngon quá, ngon quá. À, trả mẹ hả? À, cho mẹ coi, thấy rồi, thấy Muội rồi. Rồi, bye bye, hai cậu cháu, ba cậu cháu nha, bye. Ba cậu ôi, hai cậu cháu. Sao mẹ biến thành cậu ba rồi? Ra đây biến thành cậu ba mất tiêu rồi. Mẫu xin, Mẫu cho Mẫu con cua coi. Cho Mẫu con cua coi. À, Mẫu mời mẹ phải không? Cảm ơn Mẫu như rồi mới lấy lại. À, Mẫu mời Mẫu mùi mùi trong truyền hình kìa. Mẫu rau củ nè. Củ ăn quẹt đi.